Các bạn thấy không, hàng Hồ Minh chuẩn bị đi gửi cho khách này. Hàng này đẹp như thế này các bạn này. 10 cái như một cái. Hàng 60. Nè. Các bạn thấy không? Nè. Đẹp mê thiên luôn các bạn này. Nhìn cái tre này. Tre già và bền này, các bạn thấy không? Rất là bền luôn. Đấy. Nên các bạn là yên tâm nha, khi đặt hàng của mình là yên tâm này các bạn này. Đây là rất là nhiều hàng nha các bạn. Đấy, đóng rất là cẩn thận nhé các bạn. Khi các bạn hàng đi rất là cẩn thận luôn. Đây là hòm 60 các bạn nhé. Hòm 60 để thả lươn to. Lươn được khoảng 1 cân, cân 1, cân 2. Đấy. Đây là các bạn yên tâm nhé. Rất là chuẩn luôn. Đấy. Nếu ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình nha. Xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn nha.